Dẫn mọi người đi ăn một quán buffet chay phá đảo menu mùa Tết Trung Thu ở quận Tây Hồ. Quán ở 54C Lận Thái Mai. Bạn nào mà nghĩ ăn chay toàn rau thì vào đây xem để có một cái nhìn khác. Một tháng thì mình khẩu nghiệp khoảng 29 ngày, còn một ngày để mình dành bụng đi ăn chay. Điểm đầu tiên mình ấn tượng bởi đồ ăn bắt mắt vô cùng. Đồ ăn mỗi ngày sẽ khác nhau. Hôm mình ăn có đầy đủ các loại bánh Trung Thu, bánh mochi hoa quả, bánh bao cốm dừa rồi các loại chè, bánh mì pate hay là bánh bao ăn với sữa. Ôi trời, phải gọi là tỉ món chay phải đến 40 món mất. Bánh Trung Thu các loại nhân ăn thơm mà ngon lắm. Bánh bao cốm dừa hay là bánh bao chấm sữa cũng ngon. Menu như này có từ giờ đến hết Trung Thu thôi nhá. Rồi nhìn quầy đồ ăn này mọi người có nghĩ là đồ chay không? Nhìn bắt mắt hấp dẫn thực sự, có quầy like để mọi người tự lấy đồ mà giá chỉ từ 99k một người. Đi ăn chay xong về tâm tịnh luôn mọi người ạ. Vì là buffet nên mọi người đi càng đông lại càng ăn được nhiều. Ý mình là lấy nhiều đồ rồi ăn cùng nhau cho bõ ấy. Mình rất sợ cảnh xô bồ khi đi ăn chay vào những ngày mùng 1 hay rằm. Thế nên nay đi vào ngày thường cho đỡ đông nha. Xem TikTok nhiều rồi nhưng mà nay mới lên clip. Đồ ăn được xào nấu vừa vặn lắm. Riêng có cái nem thì mình thấy chưa đúng vị lắm. Cháo ở đây ăn cũng ngon, ăn cùng với quẩy mọi người nên thử nhá. Cuối cùng mình nghĩ đây là món làm nên tên tuổi của quán, đó là bún riêu cua chay và phở bò chay. Ăn đúng đỉnh luôn. Vì có quá nhiều món nên mình không thể nào mà quay hết được. Nên là phiền thôi để cho mọi người còn trải nghiệm. Cuối cùng là cốc trà xoài không mất tiền.